Cái gì nữa? Hả, cái gì vậy chuột? Thì sao la con tôm, muốn la con thì có. Tại sao mà con đem cái xe này lên cho Niệm tùm lum chân vậy? Cái Niệm ngủ rồi sao con đem là sao lên xe? Mẹ la con tôm phải la con. Là sao mà phải la con tôm? Con lấy con lông, con lấy con tôm con bỏ lên trên đây trên Niệm phải không? Lấy xe nữa phải không? Tôi kêu anh em à. Anh em ở đâu ra? Anh em ở trời. Trời ơi. Hả, sao vậy chuột? Cả nhà ơi, em cho cả nhà xem nè, nó là cái chỗ này, cái chỗ nói với bà nội ngủ nè, chỗ chuột với bà nội ngủ mà nó bà nội đâu rồi? Bà nội đâu? Con đuổi bà nội đi hả? Có không? Mở miệng ra nói chuyện coi. Trời, con dám đuổi bà nội ra khỏi nhà luôn. Mẹ con đông. Nó đánh nhau nè. Hả? Rồi con đuổi bà nội đi ra khỏi nhà rồi hả? Rồi đặt cái chỗ này con để đồ lên đây đó hả? Hả? Tại sao con đem xe lên Niệm ngủ? Bây giờ con đem xe xuống chưa? Không. Có nghe không? Không. Trinh ơi, lấy cho mẹ cái cây coi Trinh. Quánh thằng chuột nè. Ok. Rồi quánh chuột nè. Con kêu anh một. Con kêu một anh em hả? Con hung dữ như vậy đó, rồi bởi vậy mẹ mới đuổi con đi luôn đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok, coi chuột hung dữ chưa? Con là người tốt. Người tốt mà sao hung dữ? Bây giờ con đem xe, đem đồ xuống đây dẹp liền. Chuột ơi, sao mà con phá cái gì vậy? Trời, tới con phá cái gì nữa? Con bà cô chú chắc chưa, nó không ngủ đi, nó lấy cái bỉm đó. Bà không, cái bỉm của nó đem nó dục lên trên đó đó. Nó dục trên nóc nhà hả chảnh á. Chuột nhóc ở trên đó hết trơn rồi, trên cái đầu tủ rồi kìa. Bà cô chú kìa. Ai kêu con vậy? Chuột. Ai kêu? Hả? Sao con phá quá vậy? Con ở nhà mà con phá cỡ đó là lấy tới không? Nó thấy chưa? Giờ không lấy tới, tối nay mẹ không cho con mặn bỉm, cho con ngủ ngoài sân luôn. Con thấy con phá chưa? Cái con nhà có cái bọc bọc bỉm nè, cái bọc bỉm em để đó đó mà nó môi nó móc ra rồi đâu rồi đem nó giục lên đó, nó đứng ở dưới cái này nè, nó chọi lên chơi nó chơi vậy đó. Hả? Ai kêu con phá? Chuột. Ai kêu con phá? Nó nhà nó quậy tung té lên gì nè. Không có cái nào mà còn như nó hết trơn á. Quánh được chưa? Không hả? Lì quá quánh được rồi. Nó lôi ghế lôi đồ, nãy giờ em rửa chén ngoài, mới cho nó ăn cơm xong em rửa chén đi phá đùng 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 ở ngoài, nên em nghe nó phá đùng đùng đùng. Ừ, nhốt mẹ nghe nghe. Cho tôi ra. Không đi ra. Cho tôi ra. Không. Đó, thôi đó. Giờ nó nhốt em luôn rồi đó, con bà cô chú theo nó đứng rồi đó đó. Đó, nó ở nhà nó quậy gì chịu nổi không? Mẹ ngủ luôn. Dính nè, chờ nằm cuối lấy cây. Mẹ đi lấy cây nè. Mẹ đi lấy cây quýnh chuột nè, chuột lì quá trời. Ai kêu con phá vậy chuột? Hả? Giờ muốn làm gì nữa coi kìa, coi kìa đá mẹ luôn coi kìa, hung dữ chưa? Hả? Rồi đó. Rồi nó bấm cửa luôn bà cô chú ơi, nó bấm cửa luôn là em hết vô rồi. Cửa này bấm trong. Thôi đừng có phá. Em nói với cả nhà nghe là em sai lầm. Em sai lầm lớn nhất khi cái lo này, bà cô chú giờ nào nó cũng lôi ra nó hát được. Giờ 12 giờ trưa nó cũng lôi ra nó giờ hát. 12 giờ trưa nó cũng lôi ra nó hát, không cho nghỉ trưa. Giờ 18 giờ tối nó lôi ra nó hát, nó gắm giờ nào mà nó nhớ nó lo. Ca nào bà không ca thì đem đi dẹp, mày đánh ra bây giờ. Hát rồi, tới về, tới về rồi. Đem nghe, chừng đem nghe. Mày ca gì, mày ca cho bà. Con, không ca gì nữa. Tối ngày em nói là sai lầm lớn nhất khi em mua cái lo này cho nó hát không bà cô chú. Mua rồi cái đầu giờ em nói em mua cho nó bà cô chú. Cái đầu bà cô chú biết sao không? Cái đầu nó nói cái này là mẹ em la nó, cái này là mẹ cho con rồi mà, đúng không? Đúng. La nó nói cái này mẹ cho con rồi mà. Bà đang em nút trường, mẹ okay. Đánh em rồi chứ. À! Trời ơi, ta đi nó. Trời ơi, nó giờ nào nó biết tắt hết trơn, nó biết tắt, nó biết tắt rồi, nó ca rồi, nó biết tay, nó ca. Bật nhạc ca không? Ca mà gì trong bà con chú nghe. Ca không đi khỏi nhạc đâu, mệt quá. Ca gì đó, ca con dịch gì đó, ca về gì đó. Ca đi thương bụi. Rồi vậy không ca đem đi dẹp đi cho tôi ngủ nghe, vậy tao nghỉ. Dẹp ha. Dẹp chưa? Thôi không, tắt rồi. Hả? Đừng có tắt, đừng có bắt, trời ơi, bán hồi hư của tôi. Nó có ngày gì đó.
nó cho cả nhà nó nhớ giờ nào nó lo ra đó, nó ngủ nó vậy là nó thấy là nó hỏi cái lo nó đâu. Giờ nó tự đi cắt, nó tự bỏ vô tủ nó cắt, là nó tự lấy nó tự làm. La nó nói cái này mà mày hát thì đấy là nghỉ ngơi thôi, cái này mẹ cho con rồi mà, cho nó muốn hát thì nào nó hát. Giờ không hát thôi, không hát thì tao tắt dẹp đi. Nó là bắt nhạc. Tắt đi. Bắt nhạc không? Tắt. Tắt hả? Rồi tắt gì thì đem đi dẹp đi. Ok. Ok. Thôi con làm gì vậy? Con làm gì? Con làm phụ cha đó hả? Trời ơi. Phụ cha kìa, coi chuột giỏi chưa nó. Coi kìa, nó hất ra ngoài hết rồi kìa anh ơi. Đây đang làm. Kìa. Đang đem mấy chậu bự vô. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi kìa, nó phụ đó, đó phụ đó, phụ. Nó phụ cha đó. Coi kìa, phụ cha đây nhích cát không nó cho không ngứa đó. Nó, nó. Cha làm đi ra nó cái gì vậy? Nó thấy chưa, dính tay rồi đó, thấy chưa? Không. Không. Coi cù lôi. Kìa. Sao không dời nó xích đằng này luôn đi anh đi để rồi đằng đó nó xa. Kinh nổi không? Trời ơi trời ơi kinh nổi không? Trời ơi. Nổi không? Kinh đây nè, kinh đây nè. Nổi. Kinh nổi không? Kinh không nổi hả? Kìa. Kinh có nổi không? Có mà. Có thì kinh đi. Hả? Người ta làm gần chết. Người ta làm gần chết đó mà không kinh mày mày đi chơi không à. Hết chuyện chơi vậy, dép đi dục vậy đó rồi đi bỏ chân không. Ai ai xúi con vậy chuột. Đó 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 đó, nhựa không chứ không phải cầu thuộc đâu mà con thuộc nó tà ít con á. Buông ra. Đi đi. Mang dép vô. Mấy cây dép. Ừ. Biết tục. Cái đục đi thôi, đi về chưa? Đi về chưa? Trời ơi, phá cái gì vậy? Nó phá gì đâu chơi à? Nó phá gì đâu nó chơi hả? Rồi kìa, gai nó đâm vô giò con đó. Con trời ơi, trời không đâm vô giò con được đâu. Hết chuyện chơi vậy, đi dục dép dép vậy đó hả? Rồi đó, nó lên cái đống nhựa này cái là nó phái lắm. Vậy mình đi lên được rồi. Ê, sao dục dép qua mẹ? Đó, chơi vậy đó. Cha đợi cha về kìa. Đi đâu hả? Cha đi về chứ đâu. Đi về rồi bà. Đi đâu hả? Rồi cha đi về cha bỏ kìa đi tuồn khúc lẹ đi. Rồi đau đít đó con không biết đau đít hả? Không biết. Trời ơi, hết chuyện chơi coi kìa. Nó chơi vậy đó. Rồi đi ra.